Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ chồng bà nhân Vlog mệt mỏi, lặng lẽ về Nhật sau scandal. Hình ảnh bà nhân Vlog và chồng người Nhật xuất hiện tại sân bay mới đây gây chú ý lớn. Gần một tuần sau khi gây xôn xao cõi mạng, mới đây netizen liên tục lan truyền loạt ảnh mới nhất của vợ chồng bà nhân Vlog trong khoảnh khắc đăng tải, nữ youtuber và chồng trang bị kín mít, đeo khẩu trang, lặng lẽ xuất hiện tại sân bay. Khi có một vài người nhận ra xin chụp ảnh, bà Nhân và chồng đồng ý. Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh vợ chồng bà Nhân Vlog xuất hiện tại sân bay quay về Nhật Bản. Bà Nhân Vlog ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt cặp vợ chồng rời chung cư thuê trước đó để trở về nhật bản đang nói hai vợ chồng lần trở về nhật bản này khá kín tiếng và im lặng điều này trái ngược hoàn toàn với không khí khi vợ chồng cô trở về việt nam để đi tìm con Thời điểm đó mà nhân Vlog tỏ ra hào hứng và được nhiều người chào đón vô cùng. Có lẽ sau lùm xùm vượt qua, cả vợ chồng nữ youtuber không chịu nổi áp lực dư luận nên chỉ muốn lặng lẽ trở về Nhật Bản. Đặc biệt dù có nở nụ cười nhưng nhìn gương mặt bà nhân vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau đó cả hai nhanh chóng rời đi, ra quầy làm thủ tục check-in trước khi lên máy bay để trở về Nhật Bản. Chỉ sau ít giờ đăng tải, loạt ảnh lập tức nhận về sự chú ý lớn của dân mạng lý giải cho việc đột ngột về Nhật Bản. Mới đây, người trong cuộc cũng có những chia sẻ liên quan. Bà Nhân cho hay, đến thời điểm hiện tại, người tôi cảm thấy có lỗi. Ấy náy nhất chính là anh Teru và bốn phôi thai đang nằm trong ống nghiệm, nhưng phải mang trong mình những cái tên thương mại miễn phí vì tiền. Mặc dù con tôi được đổi bằng máu, nước mắt, tiền bạc và sự nghiệp của anh Teru, công việc mà tôi làm nhiều nhất trong những ngày vừa qua chắc có lẽ là khóc. Cũng bởi vì lỗi lầm của bản thân mà đã khiến cho anh Teru áp lực, chết rất nhiều. Anh Teru bước ra đường ai thấy cũng xịt sầm, chỉ trỏ. Chỉ cần nhìn thấy như vậy thôi, tôi cũng thấy đau lòng. Về kế hoạch sinh con, nữ youtuber cũng tâm sự, muốn tâm trạng ổn định hơn, sức khỏe thật tốt rồi mới tính đến chuyện mang thai. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người khi bị kéo vào lùm xùm không liên quan. Chồng bà nhân anh Teru cảm thấy áp lực trong những ồn ào qua. Giải thích lý do vì sao cô trở về nhật gấp, nữ youtuber cho biết cô không trốn tránh sự việc mà để cho chồng lấy lại tinh thần sau những ồn ào vừa qua. Hai vợ chồng phải lấy lại sức khỏe và tinh thần để tiếp tục đứng dậy trên hành trình tìm con. Chồng đức nhân mệt mỏi, stress phải về nhật gấp. Vì tôi thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để làm mẹ lúc này. Trước khi muốn làm mẹ thì trong lòng phải thật bình yên và hoàn thiện bản thân và nhân tâm sự bên cạnh đó bệnh nhân cũng tiết lộ tin nhắn của cô và bác sĩ thịnh trước khi cô về nhật đoạn tin nhắn của đức nhân chia sẻ cô có gặp trực tiếp bác sĩ để nói lời xin lỗi nhưng bác có quá nhiều bệnh nhân nên chỉ đành gửi một giỏ hoa quả trước sự hối hận của nữ youtuber bác sĩ đáp lại anh cảm ơn em nhiều nè nhưng thôi em đừng mua tốn tiền anh không trách giận gì em đâu đức nhân xin lỗi bác sĩ trước khi về nhật Cô tự nhủ rằng sau sự việc lần này, bản thân phải rút kinh nghiệm, biết sửa đổi và hoàn thiện hơn. Đức nhân cũng gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Thịnh cũng như những người đã yêu mến và yêu thương cô. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.